bà Phương Hằng từ chối xin lỗi Vy Oanh, clip luật sư đọc nhầm tên công viên Thủy Tinh gây bão. Trước yêu cầu xin lỗi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã từ chối vì tạm giam 18 tháng đã quá đắt. Thái độ cứng rắn của CEO trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Sáng 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày trước tòa cho biết bản thân đã bị bà Hằng chà đạp hết rất nặng nề về tinh thần. Đến nay vẫn còn nhiều người tấn công vào mạng xã hội để nói ông anh chẳng từ thiện. Tôi sẵn sàng bỏ hết thiệt hại về vật chất, chỉ mong lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng mà thôi. Ông Hưng nói, đồng thời ông Hưng nói ông đồng ý rút lại yêu cầu bà Hằng bồi thường về vật chất, tinh thần. Trả lời hội đồng xét xử, ca sĩ Vy Oanh nói không có ý kiến gì về cáo trạng, nữ ca sĩ nói chưa bao giờ đòi bồi thường vật chất, bà Oanh chỉ nói sẽ bổ sung bồi thường. Nhìn nay tại tòa, bà Oanh không yêu cầu bà Hằng bồi thường. Tại tòa, sau khi hội ý với luật sư, bà Oanh nói rằng những năm qua thiệt hại của bà không đong đếm được, đó là thiệt hại về danh dự, tinh thần. Hôm nay bà có mặt tại tòa là vì ba con nhỏ, vì lo cho tương lai con nhỏ, lo về sự phát triển nhận thức của các con bị ảnh hưởng xấu. Bà Oanh nói, bà thấy việc bà Hằng bị xử lý hình sự đã đủ cảnh tỉnh, mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và tất cả những bị hại. Tôi chỉ mong nhận được từ bà ấy lời xin lỗi nếu như cảm thấy điều đó là xứng đáng, bà Oanh nói. Trước yêu cầu của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo Hằng có nhận thức được sai phạm không và có xin lỗi những người mà bị cáo xúc phạm không. Bị cáo Hằng trình bày rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ không phải bị cáo đi kiếm chuyện. Bà Phương Hằng xúc động nói, bị cáo năm nay đã 53 tuổi, bị cáo bị xúc phạm, chả nhẽ bị cáo đưa ra những tin nhắn bị cáo bị xúc phạm cho hội đồng xét xử để thấy bị cáo bị tổn thương như thế nào. Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bị cáo cảm thấy bị cáo bị tấn công trước. Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bị cáo đã ở tù 18 tháng, bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi, bà Hằng nói trước tòa. Bà Đặng Thị Hàn Ni, tách vụ án của tôi ra chỉ có lợi cho bà Hằng. Trả lời hội đồng xét xử, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng vụ án đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bởi ông Dũng đã cổ vũ về tinh thần đối với bà Hằng. Theo bà Ni, ông Dũng từng nói tôi sẽ ủng hộ vợ tôi tới cùng, nếu một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà. Bà Hằng còn có hành vi vu khống tôi khi nói tôi là bồ ông TTC, một cựu quan chức thành phố. Tự dưng tôi bị người ta mắng, tôi chỉ lên nói lại thì cho rằng vi phạm. Việc tách vụ án của tôi và vụ án này là hoàn toàn có lợi cho bị cáo Hằng và đồng phạm của bà ấy, chứ không hề có lợi cho tôi, bà Ni nói. Theo bà Ni, do luật không có yêu cầu bồi thường danh dự mà chỉ có thể yêu cầu tổn thất về tinh thần nên bà không yêu cầu bồi thường. Đại diện của ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tội. Đại diện của ông Nguyễn Đức Hiển vẫn giữ quan điểm đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển và bị hại trong vụ án, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo công khai xin lỗi, cải chính những phát ngôn sai sự thật. Ngoài ra, đại diện của ông Hiển còn đề nghị hội đồng xét xử khởi tố vụ án về 2 tội, làm nhục người khác và vu khống, vì tại phiên tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. Luật sư đọc nhầm tên Thủy Tiên, Công Vinh là một trong 10 người gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh đã có mặt tại phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, Thủy Tiên, Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư đại diện. Theo đó, luật sư đại diện cho vợ chồng nữ ca sĩ cho biết, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã tách một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hiện tại, yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường vật chất với số tiền 2 tỷ 348 triệu đồng và tinh thần 14,9 triệu đồng. Đáng chú ý, khoảnh khắc đọc nhầm tên thân chủ từ Công Vinh Thủy Tiên thành Công Viên Thủy Tinh của luật sư khiến dân mạng dậy sóng. Đoạn clip trên lập tức trở nên viral trên mạng xã hội.